Quý vị khán giả đang quay trở lại với nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, điệp khúc xăng dầu chuẩn bị tăng, cây xăng lại báo hết xăng dầu, hỏng hóc, lỗi đang ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Đặc biệt là vào những thời điểm mà ngày hôm sau giá xăng dầu được dự báo là có sự tăng vọt. Ngay cả những trung tâm lớn của cả nước như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì người tiêu dùng cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Vì sao cây xăng lại đóng cửa trước ngày tăng giá? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp? Và cần phải làm gì để có thể chặn đứng tình trạng này? Đó cũng chính là nội dung của chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề Bộ Công Thương sẽ rút giấy phép vĩnh viễn những đơn vị kinh doanh xăng dầu đóng cửa vô lý. Và cũng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long là chuyên gia kinh tế và người sẽ cùng tham gia và chia sẻ với chúng ta rất nhiều những cái góc nhìn xoay quanh về chủ đề này. Xin được cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn MC. Vâng, và trước tiên thì chúng tôi mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một phóng sự về điệp khúc hết xăng do các phóng viên của VTC1 ghi nhận tại khu vực miền Nam. Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, tình trạng khan hiếm xăng dầu đã xảy ra tại một số địa phương ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều người dù đã đi nhiều cây số nhưng cũng không thể mua được xăng dầu. Nguyên nhân là do hàng loạt cửa hàng đã treo bảng hết xăng dầu. Theo Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, trong ngày 30 tháng 8 đã có khoảng 20 cửa hàng treo bảng hết xăng dầu. Các cửa hàng cho biết họ không nhận đủ lượng xăng dầu do các thương nhân phân phối, mà nếu có thì lượng hàng rất ít nên phải ngừng bán. Kiến nghị đến các đầu mối là đang cung cấp cho tôi đó, phải cung cấp cho tôi đủ cái lượng hàng để tôi cung cấp đại lý cho tôi. À, chứ không để là thị trường gián đoạn và không để, đặc biệt không để cho các đại lý mình đóng cửa. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng khan hiếm xăng dầu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế, từ đầu tháng 2 năm nay, tại nhiều tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long đã xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng thông báo hết xăng hoặc tạm ngưng hoạt động. Vào thời điểm đó, theo các chủ cửa hàng, nguồn cung xăng dầu rất hạn chế, nếu có thì giá cung cấp cho đại lý cũng gần bằng với giá bán ra nên họ phải ngừng kinh doanh. Có điện mà coi nói chung là bên công ty nói là giờ xăng 95 hiếm quá, không có nguồn. Bán hết rồi thôi. Rồi bữa nay điện bữa nói bảy tây mới làm việc lại mà qua bảy tây đó là tới điện ngoại thì nói đầu mối cho nó chưa có xăng. Và khi các đại lý, cửa hàng của nhiều công ty kinh doanh xăng dầu nhỏ đóng cửa, ngừng bán, thì áp lực đổ dồn về các doanh nghiệp lớn. Các đầu mối vì do lỗ, các đầu mối khác không nhập được hàng về nhiều, thì hệ thống của họ sẽ không có hàng để bán. Và lúc đó thì nguồn lực của xã hội sẽ đổ dồn về Petromax, làm cho chúng tôi khó khăn trong vấn đề khai thác về nguồn. Bởi vì khi mà chúng tôi khai thác trong kế hoạch thì không có sao, nhưng mà khai thác ngoài kế hoạch là cái vấn đề sản lượng vượt quá khả năng thì chúng tôi sẽ rất là vất vả. Để kiểm soát tình hình kinh doanh xăng dầu trên thị trường, những ngày qua, nhiều địa phương tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục thành lập các đoàn công tác để kiểm tra tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Nhưng đây cũng chỉ là cách giải quyết phần ngọn của vấn đề. Kiểm tra giám sát các cây xăng đóng cửa trên địa bàn, nếu mà các cây xăng xảy ra có tình trạng đầu cơ ngâm hàng thì đoàn sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Thực tế thì các đại lý là hết xăng mà có báo với Sở Công Thương, báo với ngành chức năng thì đây mình tuyên truyền nhắc nhở để họ kiếm nguồn cung cấp để mà phục vụ cho người tiêu dùng. Nguy cơ đứt gãy nguồn cung xăng dầu có thể lan rộng hơn khi vừa có thêm 5 doanh nghiệp lớn trên cả nước bị rút giấy phép. Đây là kết quả của hoạt động thanh tra với 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu được Bộ Công Thương thực hiện từ hồi tháng 2 năm nay. Và lúc này, thị trường cũng có thể tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn do doanh nghiệp thua lỗ nặng vì chiết khấu thấp. Vâng, chúng ta vừa đến với ghi nhận của các phóng viên chúng tôi tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, rõ ràng là chúng ta thấy là cứ mỗi một cái đợt mà trước khi mà xăng dầu có cái sự điều chỉnh, tôi chưa nói là tăng giá hay là giảm giá, 1-2 ngày, thì chúng ta lại bắt gặp cái tình cảnh là rất nhiều những cái cây xăng họ treo cái biển là thông báo hết xăng và người dân thì cũng đã quá quen và gọi đây là cái điệp khúc. Vì sao lại có cái tình trạng này thưa ông? Ta thấy là tại sao có tình trạng mà cứ mỗi lần mà điều chỉnh giá, đặc biệt là tăng ấy, thì thường thường là cái vấn đề cái khan hiếm cái nguồn cung rất là lớn. Thế thì nguyên nhân tại sao thì chúng ta biết là mục tiêu của kinh doanh là lợi nhuận, mà lợi nhuận xuất phát từ đâu? Lợi nhuận xuất phát từ giá. Cho nên là mà khi giá tăng, giá cao ấy thì chắc chắn lợi nhuận sẽ cao. Cho nên trong bối cảnh ấy mà khi người ta trong cái quá trình hiện nay cũng phải thông cảm cho lĩnh vực xăng dầu,
là cái sự giá cả nó biến động một cách liên tục, một cách thường xuyên, thậm chí không phải từng ngày mà từng giờ. Cho nên trong cái bối cảnh và điều kiện hiện nay trên thị trường xăng dầu của chúng ta đấy, còn có những doanh nghiệp giữ vị thống lĩnh thị trường thì buộc nhà nước phải quy định giá. Khi nhà nước đã quy định giá nhưng mà cái chu kỳ hay cái tần suất mà điều chỉnh giá thì vào khoảng là 10 ngày. Nghị định 84 là quy định 30 ngày, nghị định 83 là quy định 15 ngày và nghị định 95 sửa đổi thì còn 10 ngày. Thế thì tuy cái 10 ngày điều chỉnh một lần nhưng mà cái giá trong nước cũng không biến động theo kịp giá thế giới. Có khi trong cái bối cảnh tình hình người ta mua xăng dầu ở giá rất là cao, nhưng mà trong cái thời kỳ điều chỉnh thì giá lại xuống thấp. Cho nên chính cái điều kiện đó, cái sự không ăn nhịp giữa cái điều chỉnh xăng dầu với cái giá thế giới, cho nên nó dẫn đến một hiện tượng là cứ mỗi một lần mà khi giá xăng dầu thế giới có sự tăng hoặc giảm và mỗi một lần có sự điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ấy, thì cái hiện tượng găm hàng lại xảy ra. Thì nói đúng như MC thì đây là một hiện tượng điệp khúc. Nghĩa là không phải là đầu tiên mà nó xảy ra một cách thường xuyên. Thế thì trước cái thực trạng này thì phải nói thẳng rằng Bộ Công Thương làm rất là quyết liệt. Mà làm quyết liệt thì chúng ta biết là bằng những biện pháp. Thứ nhất là chưa có biện pháp hình sự, nhưng phần lớn là biện pháp tổ chức và biện pháp hành chính, biện pháp kinh tế. Thế thì cụ thể là rút giấy phép, phạt tiền. Thì đấy là, cho nên là nguyên nhân tại sao, thì cái nguyên nhân quan trọng của nó là giá trong nước không theo kịp giá thế giới. Và bản thân mục tiêu của doanh nghiệp vì lợi nhuận từ giá. Thế mà người ta thấy là khả năng ngày mai giá sẽ tăng thì không dài gì người ta đem bán ngày hôm nay. Đấy là nguyên nhân cơ bản. Vậy thì rõ ràng chúng ta cũng thấy là cái bài toán lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ không song hành với cái quyền lợi của người tiêu dùng. Nếu như các doanh nghiệp để có thể là bù đắp lại cái bài toán lợi nhuận của mình thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái quyền lợi của người dân và người tiêu dùng khi mà các doanh nghiệp thực hiện những cái hành động như vậy? Ta thấy nói chung ý, năng lượng là một cái nguyên liệu đầu vào hết sức quan trọng đối với sản xuất và đời sống. Cho nên mà khi mà đứt gãy cái nguồn cung ấy, thì nó tác động rất là xấu tới sản xuất, tới người tiêu dùng. Mà chúng ta thấy là cái trong quá trình mà sản xuất ấy, cũng như trong quá trình tiêu dùng thì cái năng lượng là một yếu tố quan trọng. Cho nên một trong những vấn đề bất kỳ một quốc gia nào thì vấn đề cũng an toàn cho năng lượng cũng là cực kỳ quan trọng. Cho nên trong cái bối cảnh tình hình hiện nay thế giới đang khủng hoảng năng lượng là do rất nhiều nhân tố, cung cầu do Covid, đặc biệt do xung đột giữa Nga và Ukraine, cho nên dẫn đến làm cho cái khủng hoảng năng lượng. Khủng hoảng năng lượng là gì? Giá luôn thường xuyên biến động và tăng, có xu hướng tăng cao. Cho nên cái sự nếu mà chúng ta trong quá trình đó mà trong điều kiện đến nay là trên thị trường xăng dầu chưa có sự cạnh tranh thực sự mà giá vẫn do nhà nước quy định, mà nếu nhà nước quy định không điều hành một cách nhịp nhàng cùng với cái tăng giảm của giá thế giới thì chắc chắn có hiện tượng này, hiện tượng găm hàng xảy ra. Mà khi hiện tượng găm hàng xảy ra thì chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhà sản xuất, những người có nhu cầu tiêu dùng và ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Thì đây là một cái chuyện tất yếu. Cho nên biện pháp này chúng ta cần phải được xem xét và xử lý một cách triệt để và làm sao để đảm bảo được cái lợi ích của người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể là doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể là tiêu dùng cá nhân. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải được xem xét. Vâng ạ, có thể nói là chúng ta có thể chỉ ra rất là nhiều những cái lý do dẫn đến việc là một số các cái đại lý xăng dầu treo biển hết xăng trước giờ điều chỉnh giá trong những ngày vừa qua. Việc do ngày điều chỉnh giá xăng dầu chậm hơn 4 ngày so với chu kỳ bình thường vì vướng lịch nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua cũng là một nguyên nhân. Ngoài ra thì như là chúng ta chia sẻ, hiện đang có tâm lý là găm hàng chờ tăng giá bán cao hơn. Đây là một cái nguyên nhân chính và về cái bài toán lợi nhuận của các doanh nghiệp. Qua kiểm tra 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thì Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã tước giấy phép tạm thời của 12 doanh nghiệp đầu mối. Và ngành công thương thì cho biết sẽ sẵn sàng tước vĩnh viễn giấy phép của các đơn vị này nếu như phát hiện có hành vi vi phạm. Trong 2 tháng gần đây, Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương đã vào cuộc kiểm tra 33 doanh nghiệp đầu mối, sau đó đã tước giấy phép tạm thời của 12 doanh nghiệp do thiếu điều kiện về kinh doanh xăng dầu như là cửa hàng sở hữu và cửa hàng chung, đại lý hoặc kho cầu cảng phương tiện vận tải không theo quy định đăng ký. 12 doanh nghiệp này chiếm tới 30% thị phần kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Ngay sau khi bị tước giấy phép, Sài Gòn Petro đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng doanh nghiệp không vi phạm như kết luận của bộ này. Tại cuộc họp khẩn của Bộ Công Thương về đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết việc đình chỉ từ 1,5 đến 2 tháng của bộ này không ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng dầu tại thị trường Việt Nam. Và để chấn chỉnh thị trường, Bộ Công Thương sẵn sàng áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn. Chúng ta có tới là 36 doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu xăng dầu. Thế thì 7 hay là 10 cái doanh nghiệp có bị rút giấy phép trong thời hạn nhất định thì có hề hấn gì với cái
cái thị trường xăng dầu của cả nước, cái nguồn cung xăng dầu của cả nước, mà lại lấy cái lý do này để mà cho rằng thiếu nguồn cung là do mấy ông này bị rút giấy phép. Tôi xin nói là không chỉ là tạm rút giấy phép đâu, mà nay mai chiếu theo quy định sẽ rút giấy phép vĩnh viễn đối với những doanh nghiệp mà vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. Về nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương khẳng định dù thế giới gặp nhiều khó khăn, nguồn cung ứng cho Việt Nam chưa bao giờ bị đứt gãy, nhất là tháng 7, tháng 8, hai nhà máy sản xuất xăng dầu trong nước là Nghi Sơn, Bình Sơn đã hoạt động ổn định, đảm bảo nguồn cung ứng từ 72 đến 80% xăng dầu trong nước. 20% nhập khẩu còn lại, tức là các đầu mối chỉ cần nhập khoảng 400.000 mét khối từ nước ngoài. Trong khi Việt Nam có tới 36 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, thì con số 400 đến 450.000 mét khối một tháng hoặc hơn cũng không phải là quá lớn. Liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi cũng xin được thông tin. Có 5 doanh nghiệp xăng dầu bị tước giấy phép trong thời hạn một tháng. Lỗi của họ là do không đáp ứng được điều kiện phân phối. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã cho biết như vậy tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra cách đây ít phút dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Trước câu hỏi của các phóng viên về việc là 5 doanh nghiệp xăng dầu bị tước giấy phép có ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước hay không, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ, đây là hành động của Bộ Công Thương thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Qua các cuộc điều tra, biên bản hành chính của các đơn vị thì đã ban hành 18 quyết định với 11 thương nhân đầu mối với số tiền phạt là hơn 30 tỷ đồng. Có 5 doanh nghiệp bị tước giấy phép trong thời hạn 1 tháng. Lỗi của họ là do không đáp ứng được điều kiện phân phối. Và chắc chắn 5 doanh nghiệp này đã bị tước quyền, sẽ không còn quyền lợi, quyền hạn, đặc biệt là không được mua xăng dầu trong nước, bán xăng dầu cho thương nhân khác. Bộ đã báo cáo Chính phủ và Bộ Công Thương và đã họp có hướng xử lý phạt hành chính. Việc tước giấy phép trong một thời hạn vẫn áp dụng, nhưng áp dụng trong một thời điểm phù hợp, bởi còn lưu ý đến khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh cho 100 triệu dân Việt Nam. Bộ đang tìm các biện pháp phù hợp nhất, tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Về việc điều hành giá xăng thì Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết công tác điều hành giá xăng do Liên Bộ Công Thương Tài chính diễn ra rất chặt chẽ. Quỹ bình ổn xăng dầu hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, luôn trích và chi hợp lý ở các thời điểm khác nhau. Vâng, trước thực trạng đang diễn ra về tình trạng là các cây xăng treo biển hết xăng, thì theo ông, động thái quyết liệt từ Bộ Công Thương là điều hợp lý hay chưa ạ? Ta thấy là với cái cách làm cũng như sự quyết liệt của Bộ Công Thương thì tôi rất đồng tình. Quan điểm này là cần thiết. Là vì trong những lúc mà có những khủng hoảng về năng lượng là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với mọi quốc gia, đặc biệt đối với sản xuất tiêu dùng, chưa nói đến vấn đề an ninh và quốc phòng. Cho nên trước cái sự thường ấy thì những cái doanh nghiệp mà làm ăn không chân chính ấy, mà vì cái động cơ lợi nhuận ấy mà không biết chia sẻ những cái lợi ích khó khăn đối với cộng đồng ấy, thì những lúc này người ta hay dễ lợi dụng những cái khủng hoảng mà ta tạo ra những cớ những cái thế để kiếm lợi nhuận bằng cách là tạo cái nguồn cung mất cân đối giả tạo. Thế thì theo như cái sự lãnh đạo của Bộ Công Thương, ta thấy là người ta đã tính toán bằng cách hết sức là chặt chẽ cái tổng cung và tổng cầu, cho nên về nguồn cung có khả năng đảm bảo. Thế thì với cách làm ấy của cái Bộ Công Thương rất là quyết liệt như vậy thì tôi thấy là được, hiện nay về cơ bản là được xã hội đồng thuận. Nhưng bên cạnh đó, thường thường mà những người mà bị xử phạt ấy, thì chắc sẽ phản ứng, đúng không? Thì không có một cái nào có thể tuyệt đối, có nghĩa là được lòng tất cả mọi người. Thế thì hiện nay trước khi hiện tượng này có một số dư luận tương đối là trái chiều, mà phần lớn là những doanh nghiệp người ta phản ứng. Và từ cái cách mà hành xử phải nói thẳng của Bộ Công Thương ấy, thì có những doanh nghiệp người ta đã gửi thẳng thư lên, báo cáo lên Thủ tướng cũng như là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Người ta lý giải cho rằng cái việc làm đó là chưa chuẩn xác, chưa thấu tình đạt lý, người ta nói như vậy. Nhưng mà thực ra trong bối cảnh, trong tình hiện nay, nếu mà chúng ta làm một cách không kiên quyết ấy, không mạnh tay ấy, mà chúng ta còn có tính chất là nương nhẹ, thì tôi nghĩ cái hiện tượng mà gây cái mất cung đầu cân đối một cách giả tạo chứ không phải là thực chất, là vì người ta tính toán một cách rất là đầy đủ mà để cho cái nguồn năng lượng cung ứng bị thiếu, ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu dùng, đến cuộc sống cũng như đối với vấn đề an ninh năng lượng ấy, thì tôi thấy những cái việc làm này là cần thiết. Còn tất nhiên thì một việc làm thì không thể được đồng thuận tất cả mọi người trong xã hội. Nhưng mà về cơ bản, với cách làm như vậy, mạnh tay, thực chất làm, nếu mà xử lý do những nguyên nhân chủ quan mà anh tạo ra cái cớ mất cân đối cung cầu thì xử lý một cách hết sức là nghiêm khắc. Thì tôi thấy cũng hoàn toàn là có căn cứ, có cơ sở. Vâng ạ. Thưa ông, vậy thì theo ông,
cái chu kỳ 10 ngày chúng ta điều chỉnh giá xăng dầu một lần hiện nay là như thế nào? Liệu là có phải đây là một cái mặt hàng do nhà nước quản lý nên chúng ta có cái sự thiếu linh động và vẫn còn khá chậm so với cái sự điều chỉnh thế giới hay không? Và liệu rằng là trong thời gian tới với cái sự biến động như vậy thì chúng ta nên có cái sự điều chỉnh là giá xăng dầu biến động theo ngày giống như là nhiều quốc gia hiện nay? Ta thấy là quan điểm ý, thì thường thường là hiện nay trong hội nhập ý, thì giá trong nước phải hòa nhập với giá thế giới hay là tăng giảm thì cùng với giá xăng dầu thế giới. Thì tuy nhiên thì đối với các nước mà có nền kinh tế thị trường cạnh tranh thực sự, đặc biệt đối với thị trường xăng dầu ấy, người ta có sự cạnh tranh thực sự ấy, thì cái việc ấy rất đơn giản, tự thị trường điều tiết, có nghĩa là giá do thị trường quyết định, do người mua và người bán. Thế thì trong bối cảnh, trong tình hình ở thị trường xăng dầu nước ta, chúng ta biết là mặc dầu có 36 cái đơn vị kinh doanh đổ mới xăng dầu, nhưng thực chất còn có những doanh nghiệp giữ vị thống lĩnh thị trường. Ví dụ như hiện nay là Petromex thì chiếm thị phần 48%, hay là Petromex, PVOI và Sài Gòn Petro thì cũng chiếm thị phần trên 60%. Nguyên tắc đó là những doanh nghiệp giữ vị thống lĩnh thị trường, mà đã giữ vị trí thống lĩnh thị trường buộc là nhà nước phải quy định giá, không để cho doanh nghiệp tự định giá. Nếu doanh nghiệp giữ vị trí thống lĩnh thị trường mà tự định giá sẽ lợi dụng cái vị thế của mình mà gây tác hại cho người tiêu dùng. Vì vậy trong bối cảnh tình hiện nay, cái việc quyết định cái giá xăng dầu do nhà nước quyết định hoàn toàn là có căn cứ, có cơ sở, mà đúng tuân thủ theo cái cơ chế về định giá của kinh tế thị trường. Thì chúng ta biết là đã nhà nước định giá thì tất nhiên không thể bắt nhịp theo kịp bằng thị trường quyết định. Cho nên trong bối cảnh hiện nay chúng ta thấy là chúng ta cũng đã có rút ngắn từ 30 ngày xuống 15 ngày và hiện nay xuống 10 ngày. Thế thì theo quan điểm của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong rất nhiều cuộc họp báo cũng đã tuyên bố, chúng ta tiến tới làm sao mà có thể điều hành giá trong nước, chu kỳ điều chỉnh hay tần suất điều chỉnh đó tiến tới 2-3 ngày. Những cái việc làm này quả thật không phải đơn giản. Nếu làm được như vậy theo ý của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì thấy hoàn toàn chuẩn xác và tốt. Cho nên trong bối cảnh, trong tình hiện nay và với cái tần suất và chu kỳ điều hành 10 ngày một lần thì không bao giờ có thể làm cho giá trong nước hoạt động được theo đúng nhịp với giá thế giới. Có thể lúc nó tăng thì trong nước lại giảm, và trong nước giảm, giá thế giới giảm thì trong nước lại tăng. Cho nên chính vì vậy nó gây một cái sự bất không cân đối. Cho nên chính điều kiện đó nó tạo một cái điều kiện để cho những cái doanh nghiệp mà làm ăn bất chính trục lợi vì cái lợi nhuận, vì cái lợi ích của bản thân mình, mà có thể lợi dụng những cái lúc mà điều chỉnh xăng dầu này mà tạo ra những cái khoảng cung cầu nó thiếu hụt mà gây cái mất an ninh năng lượng, ảnh hưởng tới doanh nghiệp cũng như tới người tiêu dùng. Và rõ ràng hiện nay thì chúng ta như là đã chia sẻ ở phần đầu chương trình là các doanh nghiệp treo biển hết xăng bởi vì là họ càng bán càng lỗ. Đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào trong thời gian tới chúng ta đảm bảo được quyền lợi của ba bên này ạ? Nhà nước nè, đơn vị kinh doanh xăng dầu và người dân và các doanh nghiệp, làm thế nào để chúng ta gỡ được cái nút thắt này thưa ông? Ta thấy để gỡ được nút thắt thì ba cái, thứ nhất nhà nước là gì? Doanh nghiệp bán càng nhiều thì thuế thu được càng lớn, đấy là về phía nhà nước. Cái thứ hai đối với doanh nghiệp là gì? Ông bán càng nhiều thì lợi nhuận càng tốt. Là vì anh có lợi nhuận thì mới đầu tư tái sản xuất, anh mới tồn tại phát triển. Còn người tiêu dùng làm sao? Người tiêu dùng phải đảm bảo làm sao? Giá thế giới tăng người ta chấp nhận tăng. Giá thế giới giảm người ta sẽ cũng được hưởng giảm. Thế thì để đảm bảo hài hòa lợi ích thì theo quan điểm cá nhân tôi, đầu vấn đề đầu tiên, anh làm sao tạo một cái thị trường xăng dầu cạnh tranh thực sự. Mà khi xăng dầu có một thị trường cạnh tranh thực sự ấy, không có những doanh nghiệp giữ thống lĩnh thị trường thì buộc là để thị trường quyết định. Mà khi đó thị trường quyết định thì nó sẽ theo đổi từng giờ, từng ngày, chứ không phải chúng ta là 10 ngày điều chỉnh một lần. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là trong bối cảnh, trong tình hiện nay là nhà nước ấy vẫn còn đang quy định giá bởi cái định chế về quản lý giá trong nền kinh tế thị trường. Đối với thị trường mà chưa có sự cạnh tranh thực sự, còn có những doanh nghiệp thì buộc nhà nước phải định giá. Thế thì trong bối cảnh, trong tình hình này thì theo quan điểm cá nhân tôi, mà tôi rất đồng tình với cái quan điểm của Bộ trưởng Bộ Công Thương, là làm sao tiến tới cái rút ngắn chu kỳ càng ngày càng tốt. Mà vấn đề này theo tôi nghĩ không phải đơn giản. Còn lại rút ngắn được ví dụ như 2-3 ngày thì quá là tốt. Và chỉ trên cơ sở là cái tần suất hoặc cái chu kỳ điều chỉnh giá mà nó càng rút bao nhiêu thì nó càng diễn biến sát với giá thế giới, nó tránh được hiện tượng đó. Và cái vấn đề thứ ba, để làm sao không còn có sự cố, còn có hiện tượng mà gây bất bình trước công luận, là cứ mỗi lần điều chỉnh tăng giá thì lại các cây xăng, các đại lý bán hàng thì lại treo biển hết xăng hoặc không có bất xăng. Thì quan điểm của tôi là chúng ta phải có chế tài xử phạt hết sức là nghiêm. Và khi chế tài xử phạt hết sức nghiêm đối với những doanh nghiệp không vì không biết chia sẻ với cộng đồng những lợi ích của mình, mà vì cái lợi ích của mình, thì chúng ta phải có những chế tài xử phạt hết sức là nặng. Thì tất nhiên là trong quá trình tính toán xử phạt, chúng ta cũng phải tính toán cân đối xem cái xử phạt đấy có gây hệ lụy đến, ảnh hưởng đến nguồn cung hay không. Thì Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng như Thứ trưởng đã nói, người ta tính toán cân đối.
cung cầu rất là điều hòa. Mà trong bối cảnh đặc biệt mà hiện nay sau cái quý 1 và quý 2, có cái nhà máy lọc dầu chúng ta bị đứt quãng, bị có sự cố không cung ứng đủ, nhưng từ bắt đầu quý 3 trở đi sẽ thấy là nguồn cung đảm bảo. Và hiện nay nó có khả năng đảm bảo trong nước vào khoảng 60-70%. Cho nên với cái cách làm của Bộ Công Thương thì theo tôi nghĩ với sự quyết liệt như vậy, nhưng mà cũng nên thận trọng và cũng phải tính toán xem cái hệ lụy của nó như thế nào. Còn với cách làm như vậy thì công luận tôi nghĩ là người ta sẽ ủng hộ và đồng tình. Vâng ạ, rõ ràng thưa quý vị, chúng ta thấy là giá xăng dầu hiện nay thì cũng đang tăng tới 50% từ đầu năm và từ đó cũng tạo rất nhiều áp lực cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là khi mà diễn biến lại tăng giảm một cách bất thường như thời gian qua. Với một nền kinh tế xăng dầu trong nước đáp ứng đến khoảng 80%, chỉ phải nhập khẩu 20%, tương đương 1,7 triệu mét khối một tháng, thì Việt Nam có khả năng đáp ứng đầy đủ nguồn cung ứng cho mặt hàng này. Vấn đề ở chỗ điều hành ra sao để linh hoạt giá dầu áp sát giá bán thế giới, khi đó thì nền kinh tế mới thoát khỏi cảnh là có xăng mà vẫn phải treo biển hết. Nội dung của chuyện trong ngày đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long đã đến đây và chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.